Chào đón tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube và các cuộc thi sắc đẹp của mình. Bộ đôi cuộc thi Hoa hậu và Nam Vương xứ quốc gia năm 2023 đang dần trở nên nóng lên khi các nước đang tổ chức các cuộc thi tìm kiếm đại diện hay đang lần lượt chỉ định các gương mặt đại diện đến tranh tài cho mùa giải mới. Chính vì thế, hai cái tên đại diện cho Việt Nam cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm chú ý của giới mô điệu yêu các cuộc thi sắc đẹp. Mới đây, Nam Vương đạt Kyo, Nam Vương siêu quốc gia châu Á năm 2022 đã vừa có những tiết lộ gây chú ý về chàng trai sẽ kế nhiệm anh chàng tham dự cuộc thi Mr. Supranational năm 2023 tại Ba Lan vào tháng 7 sắp tới. Đạt Kyo cho biết phía đơn vị nắm giữ bản quyền của Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ cho những đại diện của Việt Nam. Hiện tại, vẫn chưa thể tiết lộ đầy đủ tên của chàng trai sẽ mang trên mình giải sáp Mr. Supranational Việt Nam năm 2023. Tuy nhiên, anh chàng bật mí trong tên của chàng trai này sẽ có một chữ K. Những tiết lộ của Đạt Kyo đã khơi mào nên những đồn đoán về cái tên sẽ đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Nam Vương sắp tới. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua xem những chàng trai nào đang có nhiều cơ hội có thể đại diện Việt Nam tại cuộc thi Mr. Supranational năm 2023 nhé. Chàng trai Kim Minh Sơn đang qua ngôi vị quán quân người mẫu thể hình Việt Nam năm 2022 vào tháng 8 năm 2022 cùng với người mẫu Hà My, hạng mục dành cho nữ. Minh Sơn sinh năm 2001, hiện là sinh viên ngành ngôn ngữ trường Đại học Hồng Bàng. Kim Minh Sơn cao 1m83, cân nặng 80kg, cùng số đo 3 vòng 110, 80, 94cm, là chàng trai mang dòng máu Việt, Hàn Quốc. Kim Minh Sơn được nhiều người nhận xét có vẻ ngoài giống các nam thần xứ sở kim chi với nụ cười tươi tắn mỗi khi xuất hiện. Áo quân 1 của người mẫu thể hình Việt Nam năm 2022, Lâm Kim Khánh đến từ thành phố Hồ Chí Minh gây ấn tượng ngay với người đối diện bởi thân hình vạm vỡ chuẩn fitness với số đo hình thể 112-82-100cm cùng chiều cao 1m82 đã giúp Lâm Kim Khánh thắng giải hình thể đẹp nhất Best Body tại cuộc thi người mẫu thể hình Việt Nam năm 2022. Chàng trai xôi thịt Kim Khánh từng để lại ấn tượng tại chương trình Người ấy là ai. Kim Khánh sinh năm 1994 và hiện đang là huấn luyện viên và vận động viên thể hình. Anh cũng từng đạt được danh hiệu quán quân ngôi sao PT thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2022, PT Star. Với hình thể vạm vỡ cùng gương mặt góc cạnh, Kim Khánh đang được đánh giá là gương mặt phù hợp nhất với tiêu chí của Mr. Supranational. Dù đạt được danh hiệu quán quân The Next Gentleman, Quý ông Hoàng Mỹ, Phạm Văn Kiên chưa từng được ban tổ chức cuộc thi xác nhận tham dự bất kỳ cuộc thi Nam Vương hay người mẫu quốc tế nào. Sau một năm hoàn thiện ở ngoại hình và các kỹ năng, đây cũng có thể là lúc để học trò của huấn luyện viên Hương Giang xuất trận đến với một cuộc thi Nam Vương khốc liệt. Phạm Văn Kiên sinh năm 2000, đến từ tỉnh Yên Bái, anh cao 1m82 và hiện đang là người mẫu kiêm diễn viên. Giành giải Á quân 2 tại chương trình The Next Gentleman, quý ông Hoàng Mỹ, Minh Kha từng ban trên mình sắc Mr. Grand Việt Nam năm 2022, đại diện Việt Nam tham dự Mr. Grand International năm 2022, nhưng anh chàng đã rút lui vì lý do cá nhân và nhường cơ hội cho Nguyễn Vũ Linh. Sau đó, Vũ Linh đạt được danh hiệu Á vương 4 tại cuộc thi quốc tế này. Minh Kha để lại dấu ấn tốt đẹp bởi thân hình đẹp, nụ cười tỏa nắng cùng tính cách điềm đạm. Trong suốt cuộc thi, quý ông Hoàng Mỹ, nam người mẫu 9X, được đánh giá cao và chưa từng lọt vào top nguy hiểm của cuộc thi. Dù chỉ dừng lại ở top 3 và trở thành Á quân 2, chàng trai sinh năm 1993 vẫn cảm thấy tự hào về những gì mình đạt được trong suốt cuộc thi. Minh Kha được nhận xét có khả năng nói tiếng Anh tốt, trình diễn thời trang tự tin. Anh chàng là thành viên duy nhất của team Xuân Lan tham dự chung kết của The Next Gentleman mùa đầu tiên. Từng có kinh nghiệm đại diện Việt Nam đến với cuộc thi Quý ông của năm Man of the Year năm 2022 và xuất sắc đạt được thành tích Á vương 1, chàng trai Nguyễn Minh Khắc cũng đang là cái tên được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang sắc Việt Nam tại một đấu trường nhan sắc cho nam giới. Với khả năng nói tiếng Anh tốt, Minh Khắc có phần hùng biện lưu loát và nội dung sâu sắc tại đêm chung kết Man of the Year năm 2022, gây nuối tiếc khi chưa thể đạt đến danh hiệu cao nhất. Nguyễn Minh Khắc sinh năm 1992, đến từ Tây Ninh. Anh sở hữu chiều cao 1m82, tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, bên cạnh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, anh cũng đang là người mẫu chuyên nghiệp.
Minh Khắc sở hữu gương mặt góc cạnh nam tính cùng vóc dáng khỏe khoắn, cân đối. Chàng người mẫu sở hữu phong cách lạnh lùng, cuốn hút nhưng lại trẻ trung, năng động. Minh Khắc là thành viên duy nhất của team Hà Anh tham dự chung kết của The Next Gentleman mùa đầu tiên. Mới đây, chia sẻ với VG vào ngày 13 tháng 4 thông qua một cuộc phỏng vấn với câu hỏi về việc đại diện Việt Nam tham dự Mr. Supranational, Minh Khắc thẳng thắn chia sẻ: "Phải khẳng định là anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc về điều này, vì rõ ràng là hành trình đi thi quốc tế vừa rồi của mình đã được mọi người nhớ đến và ghi nhận. Đối với anh, đó là điều vô cùng quý giá. Tuy nhiên, mỗi lần mang giải SAS Việt Nam ra quốc tế là một lần mình phải thật sự nghiêm túc đầu tư thời gian, tâm huyết và sức lực. Nhưng với lịch trình công việc và những dự án sắp tới thì lại không cho phép anh làm điều này. Vậy là dù là một ứng cử viên đăng ký, Minh Khắc sẽ không phải là Mr. Supranational Việt Nam năm 2023. Nếu chàng trai đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi Mr. Supranational năm 2023 là một trong năm cái tên mà mình vừa giới thiệu ở trên, thì theo bạn anh chàng nào là phù hợp nhất với tiêu chí cuộc thi Mr. Supranational? Hãy lại ý kiến của bạn bằng cách bình luận phía bên dưới nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến phút cuối của video này. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục nhấn like cũng như subscribe cho kênh YouTube của mình để đón chờ những video tổng hợp mới nhất về các cuộc thi Hoa hậu và Nam Vương trên thế giới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.